xin chào tất cả các bạn trong nguyên cái tập trước tìm dừa nước mà sao khó kiếm mấy cái buồn vừa ăn quá à. tôi với anh nghĩa càng muốn hết nguyên cái giường luôn mà vẫn chưa tìm thấy được cái buồn nào vừa ăn hết Thấy cái buồng này nó màu vừa vừa nhìn cũng uh, chắc ăn được đem lên đây đập vô cây dừa mà ai nhờ cái dừa chết đập nó không có ra trái gì hết. Biết trước vậy tao lấy cái dao tao ngồi tao gõ vậy khỏe không Nó sức được trái là nó sức nguyên buồn luôn á Cái đoạn này thấy được cái bà ốc bu đen bà đang đẻ Thằng Nghĩa nó nhìn thấy á, mà tôi không biết sao con mắt nó tin thiệt Tôi nhìn lay quay mà tôi không thấy ở đâu hết trơn á Người ta đang đẻ của miên nữa đem lên nó bắt nó về nuôi Dành cho những bạn nào chưa biết con ốc bu đen thì cái trứng của nó màu trắng mà con ốc bu vàng thì cái trứng của nó màu đỏ đó công sức chặt nguyên buổi sáng được có nhiêu đó kiếm được cái bồn vừa nước vừa ăn đã khó mà đem lên chặt tầng trái thấy mệt rồi đó chặt đã mỏi tay rồi mà về coi cái tay nó còn dính mũ nữa tưởng cái cây vừa nước này đâu có mũ đâu rồi quay lên hên quá vừa vô nhà xong cái trời nó chỉ mưa đùng đùng luôn để tôi kể cho nghe này nè cái lúc đi chặt vừa nước á nhắn tin rủ mấy ông nội này theo rồi tụi tôi chặt xong tụi tôi đi vô tới nhà luôn rồi mới đi ra kiếm rồi làm hại thằng nào thằng nấy ướt nhưng chuột lột vậy đó rồi hồi nãy về tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm nước giặt đồ rửa bát xong cái tôi với anh dĩ đi lên đây mua đường mà không phải đường mía đâu mua đường phèn á mà các bạn biết sao tôi ăn dừa nước với đường phèn không bởi vì tôi phèn á sẵn mua hai bịch tâm xí găng để dành xài luôn <laughs> hồi nãy bỏ cái gỗ dừa nước ở đằng nhà nghĩa chắc tôi nghi còn quá à. còn cái nịt á hên quá còn đúng cái nịt luôn bà đặt lấy cục nước đá bỏ vô cho lạnh lạnh hồi cũng lấy gà mua cục đường phèn nó hơi bự làm hại phải đâm ra nhỏ gì nè chứ bỏ vô nó tan không có nổi rồi bỏ nhiều nhiều đường phèn ăn cho nó mát cái cổ họng chứ mà bỏ đường mía hay đường diêm cái mơi ú ớ quớ luôn à rồi để trộn đều trộn đều cho cháu nó nhừ lên rồi bóc một cục ăn thử nè tao nói để ăn được cái món này khổ theo ông nội luôn mắt đi ra tới ngoài giường ở ngoài á chặt rồi đem vô đây quay clip nè chung thôi là tôi chặt tôi ăn tại chỗ luôn á mắt đem vô nhà chi cho tốn công không nó nói với tôi cái tô gì nước bỏ thuốc chuột ở trong á gì mà nó ăn gì đó trời coi kìa kìa toàn là máy sáng cạp sáng mút gì không à